Hello, xin chào bạn. Chào mừng các bạn đến kênh YouTube của mình. Nay mình đi một đoạn đường khá là đẹp. Đó là đoạn đường tránh của nối giữa đi vòng qua thị trấn Sapa. Xã Sapa và nối giữa Lào Cai và Lai Châu. Một đoạn đường tránh khá là đẹp. Nay thì trời thì hơi mát mát sương và nắng vàng khá là đẹp. Để là một trải nghiệm mà đi phượt thì đây là cái thời tiết khá là hay, khá là thú vị của dân đi phượt, rất là thích các bạn ạ. Ở kia có một điểm view rất là đẹp kìa các bạn nhỉ. Đó, một cái tòa nhà khá là đẹp đang được xây dựng rất là gần cái villa homestay, gọi là homestay, tôi quên mất tên. Bạn chờ chút, homestay gì nhỉ, tự dưng quên mất tên homestay đấy. Ở đây là có vườn dâu các bạn nhé. Bạn nào có trẻ nhà, có trẻ em hoặc là các bạn nữ thì rất thích đi hái dâu tây. Rất là thích check in ở dâu tây thì có thể đến đây. Tả phìn các bạn ạ. Hôm xây tả phìn. Tả phìn thì khá là đẹp và đang được xây dựng rất là nhiều homestay ở đây. Trên kia là có tu viện cổ các bạn kìa. Đó. Đường ở đây khá là rộng rãi, đi rất là thích. Vách núi đá dựng đứng này. Ở đây đang được xây dựng rất là nhiều bạn nhé. Những cái hâm mông cổ trấn. Đây chủ yếu là người dân tộc Mông. Sơn Ba này, đào này, cải này. Đấy, người dân trồng rất là nhiều. Trẻ ở đây thì khá là trẻ trâu, thích lạng lách đánh bóng. Chỉ quan ngại mỗi là việc các bạn nên xoay vào ngày rằm và ngày mùng 1 thôi, đám cưới chẳng hạn, nên là chúng ta cũng cần tránh những ngày đấy và đi cũng phải để ý. Đây người dân trồng cải rất là nhiều các bạn ạ. Cải và mầm đá nhé. Toàn là tự người dân trồng ấy ạ. Không có chất bảo quản hay gì đâu. Nên là các bạn cứ yên tâm, mua về có thể sử dụng. Ngày thời tiết khá là thích. Xe xe lạnh rất phê các bạn ạ.
Mình đi phượt rất nhiều và rất là thích cái cảm giác hơi lạnh lạnh này. Hơi tê dại tay và mặt mình một chút. Rất là thích. Mây trắng xóa nè các bạn này. Người dân này lấy tay che về rất là nhiều. Đây, có một vườn đấy này. Cái không gian và cái thời tiết ở Sapa thì các bạn cũng có thể hình dung ra là rất là trong lành rồi. Rất thích các bạn ạ. Đây là mùa này thôi, mùa đông thì khá là rét nên các bạn cũng phải chuẩn bị áo red ngay cả lẫn mùa hè. Không ở đâu đây. Sương bắt đầu răng răng trước mặt đây. Đấy ạ. Sương mù đấy ạ. Không biết qua camera các bạn có thấy rõ không, nhưng mà cái trải nghiệm mà nhìn thấy sương rất là gần như này thì chỉ có những ở những vùng núi tương đối cao mới có thôi. Khí hậu đây cũng tương đối giống Hà Giang. Hà Giang không lạnh như này các bạn ạ. Chúng ta vừa đang chuẩn bị nhập vào vẫn chưa tới các bạn ạ. Một đoạn nữa chuẩn bị sắp đến nhập vào đường 4D rồi. Mấy bạn trẻ đây thì không cần phải đội mũ luôn. Đây là lại nắng, một cái thời tiết khá là hay, khá là đặc trưng của người Sapa. Vừa có thể nhìn thấy mây mù, có khi còn hơi mưa mưa một chút, nhưng mà đến khi đi qua một đoạn nữa thì nó lại nắng. Đó. Nắng rất là vàng luôn. Đó. Cảm xúc thay đổi theo mùa được các bạn ạ. Thời tiết là thay đổi liên tục qua từng đoạn đường, từng thời gian. Trước tràn xin đang chở hành khách du lịch. Thời tiết hôm nay như này khá là tuyệt vời.
lâu lắm mới được trải nghiệm cái thời tiết như này khi mà đi phượt. Thời gian vừa rồi cũng là thời gian rét và rất là ít nắng, nên là khi sau Tết mà được đi phượt với cái thời tiết như này rất là tuyệt vời. Các bạn tranh thủ cái thời gian này dành một chút thời gian chăm sóc cho bản thân, đi những nơi mà mình chưa muốn đi, chưa được tới, hoặc trải nghiệm lại những nơi mà mình đã đi rồi mà không cùng thời điểm đó. Nên tranh thủ đi ạ. Bận rộn công việc kiếm tiền thì cũng khá là nhiều người không có thời gian để chăm sóc cho chính bản thân của mình. Sức khỏe thân thể quan trọng và sức khỏe tâm hồn cũng vậy các bạn nhé. Không có một sức khỏe thể chất tốt thì cũng không thể có một cái tâm hồn tuyệt vời, để tâm trạng tuyệt vời để làm việc được. Mùa này cũng là một mùa du lịch lý tưởng. Các bạn hãy cân nhắc đến với mảnh đất Sapa này. Đây có rất là nhiều điểm du lịch, tôi nghĩ là các bạn cũng chưa thể khám phá hết ngay đâu. Thể là đi 2-3 lần mới khám phá hết được. Mỗi lần đi cùng một nhóm bạn khác, đi cùng vào những thời điểm khác nhau thì chúng ta sẽ có một trải nghiệm khác. Nên là hãy cứ đi rồi cứ đi. Đây là nơi bày bán rất là nhiều hoa quả. Bạn hai bạn về nước ngoài. Chúng tôi đã đang đi lên khu vực đèo Quý Hồ. Rồi, hoa ấy rất là đẹp các bạn ạ. Xuyến chi thì phải. Đây là tạo răng mạch, tôi không nhìn rõ. Chú khủng long Teras của Nissan. Đây là khu đèo Ô Quý Hồ. Đây rất là gần khu cầu kính Rồng Mây của Lai Châu của bạn ạ. Đi theo tuyến đường này thì chúng ta sẽ điểm đầu tiên chúng ta đến sẽ là thác bạc và đến cầu kính Rồng Mây các bạn nhé. Ở dọc đường này rất là nhiều khu check in chụp ảnh, các bạn trẻ cũng rất là hay chụp ảnh cưới ở đây các bạn ạ. Hôm nay không biết chúng ta có may mắn nhìn thấy cặp đôi nào chụp ảnh cưới ở đây không. Cái giờ trưa này cũng là giờ chụp ảnh rất là đẹp, rất là nổi. Mong rằng là chúng ta có thể thấy những cặp đôi thành duyên chụp những bức ảnh rất đẹp tại đây. Có một bạn đang check in kìa. Đây, rất
rất là hay thấy các bạn trẻ chụp ảnh ở đây. Còn vài cây nữa thôi là chúng ta đến thác Bạc rồi. Đây các bạn này. Đó. Rất là nhiều nơi check in của đèo Quý Hồ. Trên kia là đỉnh cổng trời các bạn ạ. Khu vực cổng trời đó. Rất là to các bạn ạ. Trên này gió luôn luôn lồng lộng lộng. Rất là tuyệt vời. Ở trên này ăn cá hồi tương đối rẻ các bạn nhé. Cá hồi và cá tầm. Các bạn có dịp lên trên này hãy trải nghiệm những cái món ăn đặc sắc của nơi đây đi. Đấy, cá tầm, cá hồi, thác Bạc này. Có nhà hàng Song Nhi cũng nhà hàng khá nổi tiếng trên này. Và các món như thịt nướng, lợn, thịt trâu sấy, thịt trâu gác bếp. Đây, đã đến khu thác Bạc rồi. Nay khá là vắng. Đây, người dân ở đây bày bán cả tương ớt này, mật ong này, đấy, dao dựa, rất là nhiều thứ. Khu thác Bạc chỉ là một khu ngắn như vậy thôi, nhưng mà cũng thu hút rất là nhiều khách du lịch ghé vào đây chơi, ăn uống, trải nghiệm nghỉ trưa ở đây. Chúng ta sẽ đi lên khu cổng trời và kết thúc chuyến hành trình và sẽ nghỉ ở đấy một chút. Trên này khá là đẹp các bạn ạ. Đang xây dựng rất là nhiều điểm view. Và kia các bạn, điểm view. Còn một đoạn đường khá là xa nữa, khá là cao. Đi một quãng đường dài khá là mỏi các bạn ạ. Chỉ hơn một tiếng thôi. Cảm thấy thân thể giờ cũng hơi mỏi rồi các bạn ạ. Ở đây rất là nhiều cái thác nhỏ như này các bạn nhé, rất là mát. Đường đây rất là rộng để xe tránh nhau, khá là an toàn. Đường rất là rộng, hình thang luôn. Các bạn đi đến khu này thì hãy trải nghiệm và cố đi qua một đoạn nữa đi để đi lên đến đi lên đến cầu kính sông Mây của Lai Châu, một điểm du lịch cũng khá là hot tại thời điểm hiện tại. Các bạn này, suối vàng và thác tình yêu, khu vực này mua vé tham quan nhưng mà khá là ok, giá cũng khá là rẻ. Và trong cũng có đầy đủ các dịch vụ ăn uống và
ngủ nghỉ. Cảnh cũng khá là đẹp. Một anh rất là hay khi tận dụng cái chỗ đường tránh tai nạn, rất là nguy hiểm khi đỗ xe ở đó. Một xe nào bó mất phanh thì có thể lao vào đó bất cứ lúc nào và gây nguy hiểm cho cả anh lẫn những người hành khách hay là xe sử dụng không đúng mục đích. Rất là nhiều người đỗ xe tại đấy, không hiểu là người ta nghĩ gì, an chính bản thân mình. Một khi xe nào đó mất phanh thì có thể phi vào đó bất cứ lúc nào. Đã lên đến cổng chơi rồi. Ở trên này thì có khu đây là thuộc gần đến địa phận Lai Châu các bạn nhé. Đây, đang xây dựng cũng chắc là tòa tháp ngắm đây và ô cứu hộ hotel. Đây thuộc tam đường Lai Châu, cổng trời ô cứu hộ đây. Này khá là vắng khách, vắng khách du lịch các bạn. Có thời điểm cấm dừng cấm đỗ. Đi sang bên này, này khá là vắng khách, không quá đông. Vâng, chắc là tôi kết thúc chuyến hành trình tại đây. Đây đang xây dựng rất là nhiều các bạn nhé. Tôi check in khá là nhiều này. Vâng, tôi xin phép kết thúc chuyến hành trình tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.